Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan. Qua điều tra xác định, ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn FLC có hành vi vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động chứng khoán. Cuối tháng 3 năm 2022, ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố tội thao túng thị trường chứng khoán khi cơ quan điều tra khởi tố bổ sung hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ông Trịnh Văn Quyết đã thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình và đổ lỗi cho Trịnh Thị Minh Huế, là em gái ông Trịnh Văn Quyết và những người khác. Theo cơ quan điều tra, hành vi của Trịnh Văn Quyết đã đủ yếu tố cấu thành tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu, cầm đầu, vừa là người thực hiện phạm tội. Đến nay, cơ quan điều tra xác định, trong thời gian từ ngày 26 tháng 5 năm 2017 đến ngày 10 tháng 1 năm 2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế cùng đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu, thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, trong thời gian từ năm 2014 đến năm 2016, thực tế các cổ đông chỉ góp hơn 1.197 tỷ đồng vốn điều lệ vào công ty cổ phần xây dựng Pharos, nhưng với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Từ năm 2014 đến tháng 9 năm 2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân có liên quan thực hiện lập và ký khống hồ sơ, chứng từ góp vốn khống hơn 3.102 tỷ đồng, làm tăng khống vốn chủ sở hữu của công ty cổ phần xây dựng Pharos lên 4.300 tỷ đồng. Sau đó, đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của công ty cổ phần xây dựng Pharos trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh để bán chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư.